ai cũng có những kỷ niệm về tuổi thơ khó quên. Tuy khốn khó, gian khổ, nhưng mãi là những hình ảnh khó phai của đời người. Chị là một người Việt xa quê hương, ở tiết tận bên kia bờ đại dương. Ngày chị gọi về Việt Nam đặt tranh, tôi cảm nhận được cái sụt sùi ở đầu dây bên kia. Chị kể rất nhiều về những hình ảnh thân thương của quê hương chị. Những buổi trưa hè nóng bức, nhà chị thiếu ăn, chị phải lội xuống ao bắt từng con cá nhỏ. Thấy bạn bè đi ngang mà xấu hổ, chị lại núp sau gốc cây mà trốn. Hết bắt cá lại vớt bèo, đi bán kiếm thêm vài đồng trang trải cho cuộc sống. Chỗ bán bèo lại nằm cạnh mái trường, lủi thủi ngồi dưới gốc cây phượng già, sợ bạn bè nhìn thấy. Những kỷ niệm đó mãi khó phai, dù đẹp, dù xấu, cũng là hành trang cho một đời người. Chị hy vọng nơi đất khách xa xôi, bằng những tác phẩm nghệ thuật bình dị, chị sẽ kể cho con cháu nghe về quê hương của mình, lưu giữ lại những nét văn hóa mộc mạc giản dị của Việt Nam.